dọn dẹp. Peppa và Chop ở trong phòng ngủ và đang chơi với đồ chơi của mình. Chop, chị chơi búp bê, em chơi khủng long nha. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng. Khủng long. À, đó là một con khủng long. Cứu với, cứu với. Cứu, cứu. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo, còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Hai đứa nhỏ đang làm gì vậy? Peppa, Joe, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi, lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Có người đã đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây là đồ chơi của em Chót mà. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc cũng là của Chót rồi. Dạ không. Trong đây cũng có một ít đồ chơi của con thôi. Được rồi, ba sẽ giúp Chót dọn dẹp và heo mẹ sẽ giúp cho Peppa. Chúng ta thi đua nha ba. Đội con gái thi đua với con trai. Ý này hay đó, để coi ai sẽ dọn xong trước nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không đâu ba. Rồi. Oh, cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khắp nơi. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Rồi. Bây giờ tới sách. Tuyệt lắm. Chúng ta có gì đây? Khủng long. Đúng rồi, là quyển sách về khủng long. Đó là quyển sách hình khủng long của chó. Con này là khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa. Đúng vậy. Ồ, còn đây là khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Phải. Còn đây là khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng. Giỏi lắm George. George rất thích khủng long. Ba ơi, George, sao ba và em dừng lại rồi? Ba và em sẽ thua đó. Ồ, phải rồi, cuộc thi. Nhanh nào George, đặt nó về kệ sách đi con. Ba ơi, ba và em chậm chạp quá đi. Mẹ và con nhất định sẽ thắng thôi. Không, ba nhất định sẽ thắng. Thắng rồi. Đâu? Mẹ và con thắng. Chúng ta đều thắng. Nhìn xem căn phòng gọn gàng chưa kìa. Căn phòng thật là gọn gàng. Mọi người làm rất tốt. Mẹ ơi, tụi con đã dọn xong phòng rồi. Tụi con có thể chơi búp bê và khủng long được chưa mẹ? Được, các con có thể chơi tiếp tục được rồi. Hoan hô. Búp bê của mình đâu? Còn ngài khủng long đâu rồi? Đây rồi. Yeah. Khủng long. À, đó là một con khủng long. Sợ quá, cứu tôi với. Ôi trời, căn phòng lại bừa bộn lại rồi. Ít nhất nó cũng gọn gàng được một lúc. Bữa trưa. Hôm nay Peppa và Chót được tới nhà của heo bà và heo ông để ăn trưa. Con chào bà. Bà chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Các cháu muốn hái rau quả trong vườn cho bữa ăn hôm nay hay không? Dạ được. Con chào ông. Ồ,
chào Peppa, George. Còn đây chính là vườn rau của heo ông. Tất cả rau quả ở đây là do heo ông tự trồng. Cái gì vậy con? Không làm. Một con khủng long sao? Giờ các con hãy chọn gì đó cho bữa trưa đi nào. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? À, John, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. John không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho John thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là George cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Chocolate. George ngốc quá đi. Bánh chocolate không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể George sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George. Ngon lắm. Ôi George, đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Con ăn giỏi lắm George. Con có muốn ăn thêm không nè George? George, có phải con quá no rồi nên không thể ăn thêm cà chua, rau diếp và dưa leo không? George đã quá no để ăn thêm nữa. George, con no quá rồi, không ăn được gì nữa sao? George quá no để ăn thêm bất cứ thứ gì. Ô chà, vậy là con sẽ không ăn thêm bánh sô-cô-la này đúng không? Bánh sô-cô-la. Ôi trời, có vẻ George lại thèm ăn trở lại rồi đó mọi người. Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long. Và một vé cho khủng long.
Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow, khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George, tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miện của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi, thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Susie, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu, rõ. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và chó có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ.
Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó cô ơi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Hổ long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo. Bong bóng sư tử. Bong bóng khỉ con. Bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Cho con đừng khóc nữa. Ba có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... Khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài chơi đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Ngày bão. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu. Nên bé bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Sớt, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Sớt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Khủng long. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Không được lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà.
còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Ba ơi, có lẽ em George còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Ba nghĩ không sao đâu Peppa. Còn có con và ông khủng long ở đó chờ với em mà. Khủng long. Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em George và ông khủng long. Ôi trời, Peppa không muốn George tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có chắc chắn em George đã đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con. Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chót là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô.
Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. George, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn George đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Hai, không lầm. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của George và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chốt tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chốt muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Buổi tiệc hóa trang. Peppa và George có một buổi tiệc hóa trang vào ngày hôm nay. Các bạn của cậu ấy đều được mời tới. Và Peppa được mặc đồ như một công chúa tiên nhỏ. Và George mặc đồ như một chú khủng long. Không biết. Và đây là các bạn của Peppa gồm mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, họ Rebecca và ngựa Pedro. Suzy hôm nay mặc một bộ đồ y tá. Chào con Suzy. Dạ con xin chào chú. Chú mừng là y tá đã tới tham dự. Con từ bệnh viện tới đây đó sao? Ừ, con không phải là y tá thật đâu. Con chỉ giả bộ thôi. Là vậy à? Ôi trời ơi, còn ai nữa đây? Con là cướp biển đó chú. Nhìn vậy chú có sợ không? Miêu. Còn con là phù thủy, con có thể biến chú thành ếch luôn. Nè. Còn con là chú hề á. Mắc cười quá. Còn con là gì hả, thỏ Rebecca? Con là cũ cà rốt. Rất là tuyệt. Vào nhà đi, có một công chúa tiên và khủng long đợi gặp các con. Các bạn đã tới rồi. Chào Peppa. Chào Suzy. Mình là một công chúa tiên nhỏ. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Nè. Còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi. Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không đi ăn. Khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Là cậu Peppa. Miêu. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ. Mình là phù thủy. Và mình có một cây đũa thần nữa nè. Mình cũng có cây đũa thần nè. Mình có thể biến cậu thành ếch. Mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Ôi trời, George bị hình phản chiếu của mình làm cho sợ. George đáng yêu. Đó chính là con ở trong gương thôi mà. Các con, đã tới lúc chúng ta chọn ra ai là người có trang phục đẹp nhất hôm nay. Chúng ta cần phải có giám khảo.
Vì đây là buổi tiệc của Peppa, có lẽ nên để cho con bé được làm giám khảo. Mình là giám khảo, mình là giám khảo. Ba ơi, giám khảo là gì vậy ba? Giám khảo sẽ chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Ôi, hay quá đi. Vậy là Peppa sẽ có quyền chọn ra người có trang phục đẹp Suzy, nhất. Suzy, cậu cho mình xem trang phục của cậu được không? Mình là y tá Suzy, mình giúp cho mọi người khỏe hơn. Tốt lắm y tá Suzy. Tới đen đi. Mình là cướp biển đây, cậu có sợ mình hay không hả? Tới Candy. Mình là phù thủy và mình có thể biến cậu thành một con ếch. Mình là công chúa tiên nhỏ, mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Thôi nào các con. Xin lỗi mẹ. Tiếp theo là ai? Mình là chú Hề. Tốt lắm. Và Rubika. Mình là củ cà rốt. Dễ thương. Và em trai của mình là một chú khủng long đáng sợ. Các bạn đều rất là tốt. Bây giờ con hãy nói ai là người chiến thắng đi. Ha. Người chiến thắng là mình. Peppa, con không thể chọn bản thân mình được, con là giám khảo mà. Không được hả mẹ? Con phải chọn một người chiến thắng khác. Dạ rồi, cà rốt thắng. Hoan hô. Cảm ơn. Peppa rất là thích buổi tiệc hóa trang. Mọi người ai cũng thích buổi tiệc hóa trang. Máy quay phim của ba. Đây là chú đưa thư ngựa vàng. Chú đang đưa một bưu kiện tới nhà Peppa. Có bưu kiện gửi đến cho anh đây anh heo. Cảm ơn nhiều anh ngựa vàng. Tạm biệt. Xem nè, bà mới nhận được bưu kiện. Mọi người đoán được đây là gì không? Không là không chứ. Sao cái gì em cũng nói khủng long hết vậy nè? Sai rồi, bưu kiện này nhỏ quá, không thể đựng một chú khủng long. Con nghĩ nó là đồ chơi mới. Con đoán gần đúng rồi đó. Vậy thì em biết là gì rồi? Đó là máy quay phim, đồ chơi mới của anh, có đúng không? Đúng rồi. Nó là một cái máy quay phim mới. Chúng ta có thể dùng nó để quay phim và xem lại nó trên tivi. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ à. Mẹ cô Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không chắc nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa. Ba định quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nha. Xin chào, mình là heo Peppa. Con nữa đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Thứ này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi, anh có thể vào rồi đó. George đã làm một đoạn phim và Peppa cũng vậy. Để xem phim của George trước nha. Hổng là George đã giả là một con khủng long đó ba.
Ồ, đó là một chú khủng long rất đáng sợ. Ôi trời, George cũng thấy sợ. Con đừng sợ George, đó không phải là khủng long thật đâu con trai à, đó là con mà. Khủng long. Bây giờ tới đoạn phim của Peppa nha. Con đang đóng vai ai vậy Peppa? Tôi là Helba đây. Ra là vậy. Và cái bụng của tôi rất là to vì tôi ăn rất nhiều bánh quy. Bụng của bà đâu có to đến như vậy, nhưng đúng là bà thích bánh quy. Và bà ăn càng nhiều, bụng của bà càng to. Được rồi, tiếp theo là gì đây? Còn đây là cậu em trai nhỏ của mình chứ. Còn đây chính là heo mẹ. Và đây là mình. Và đây là heo ba thật sự nè. Vở kịch ở trường. Trường của bé ba sẽ diễn một vở kịch. Chúng ta sẽ tập diễn cô bé quàng khăn đỏ. Mỗi đứa trẻ đều có vai trong vở diễn. Họ phải tập luyện ở nhà. Peppa sẽ đóng vai cô bé quàng khăn đỏ. Heo mẹ đã làm trang phục cho cô bé. Trong khi đó heo ba giúp Peppa tập luyện. Được rồi Peppa, con phải nói những gì nào? Mình là cô bé quàng khăn đỏ. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Chó Danny, cậu ấy sẽ đóng vai chó sói độc ác. Và chó ông cùng chó mẹ giúp cậu ấy tập luyện ở nhà. Ta là chó sói độc ác đây. Con cố đừng có cười Danny à. Con phải đáng sợ hơn một chút nữa. Con thử làm như vậy đi Danny. Ta chính là chó sói độc ác đây. Và ta sẽ ăn tất cả các người. Thấy chưa? Phải, đúng là ông của con rất đáng sợ. Người Pedro sẽ đóng vai người thợ săn. Cậu ấy sẽ cứu Peppa khỏi con chó sói độc ác. Ta là thợ săn và... Pedro có hơi nhút nhát. Nè, hãy nói là ta sẽ đuổi nhà ngươi đi, con chó sói xấu xa kia. Mau đây đây con sói hư. Con làm tốt lắm Pedro. Trong khi đó thỏ Rebecca sẽ đóng vai người bà. Con phải nói gì hả mẹ? Để xem. Ở phần đầu vở kịch, con bị nhốt vào tủ áo bởi chó sói độc ác. Và sau đó ở đoạn cuối của vở diễn, con được người thợ săn cứu thoát và con nói là cảm ơn. Cảm ơn. Con làm tốt lắm Rebecca. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến vở kịch của trường. Đây là vở cô bé quàng khăn đỏ. Trước tiên, hãy gặp các diễn viên của chúng ta. Mẹ. Quý phụ huynh, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà. Nhưng vị khách là ai đây? Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà, bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé quàng khăn đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Bà ơi, bà không được phép chụp hình mà. Xin lỗi Peppa. Còn tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao răng của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói xấu xa. Cô tôi với. Cô
cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu, cứu, cứu tôi với. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Pedro hơi nhút nhát. Pedro, còn có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bác thợ săn. Quang hô. Quang hô. Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi gần văn minh rồi đó. Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Thấy ba bà chót đang mang ủng của mình, các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ủa sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu bé ba, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nó nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Bé ba bà chót rất thích hồ nước của mình. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ bé ba và chào George, xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Chắc, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng chó thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chó, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra. Và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của chó đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu chó à, con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó bé ba. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa.
Dũng buồn bước lại rồi. Chớp, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Công chúa buồn ngủ. Bây giờ là buổi tối, Peppa và George đang trở về giường của mình. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy Peppa? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em George đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. George, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi, nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha. Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu, nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa bà sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy rất là phong độ, giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Khủng long. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng, mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Nhưng người thấy buồn ngủ nhất chính là công chúa buồn ngủ. Peppa, con buồn ngủ chưa? Dạ chưa ba ơi, con chưa buồn ngủ chút nào hết luôn. Nhưng người khác thì có. Dậy đi, em bỏ lỡ đoạn cuối bây giờ. Có thể Peppa thì không thấy buồn ngủ, nhưng mà cô công chúa buồn ngủ trong câu chuyện thì nhìn bản thân của mình trong gương cả ngày, cho nên bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Để ta đưa con về giường nha. Ngủ ngon. Và rồi công chúa buồn ngủ đã buồn ngủ tới mức cô ấy đã lập tức thiếp đi. Cảm ơn anh vì câu chuyện rất hay này, quốc vương ba. Chuyện nhỏ thôi mà, nữ hoàng mẹ. Dạ em thấy hoàng tử nhỏ và công chúa của chúng ta cũng rất thích nó. Làm vườn.
phép bao bà chốt được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, giờ bấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hảo là là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Ông ơi, hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ rồi gieo hạt vô, sau đó thì lắp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè. Ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt George chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi George. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em George muốn trồng cà rốt đó ông. George, con có muốn trồng cà rốt hay không? À ha. Vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Ông khủng long bị mất tích. Món đồ chơi chó thích nhất đó chính là ông khủng long. Khủng long. Chó rất thích chơi với ông khủng long. Cũng có đôi lúc chó dùng ông khủng long để dọa heo Peppa. Đáng sợ quá.
Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe không? Là con đó sao George? Hay là tiếng ông khủng long vậy? Khủng long. Trong lúc tắm, thì George cũng chia sẻ bồn tắm với ông khủng long. Ngủ ngon, Peppa. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon, George. Và ngủ ngon nha ông khủng long. Khi George đi ngủ, thì ông khủng long cũng nằm cùng bạn ấy. Trò chơi George thích nhất là ném ông khủng long lên cao, thảy lên thật là cao, và chụp lại khi ông khủng long rơi xuống. Trong khi mà Peppa và heo ba đang chơi cờ. Con thắng ba rồi nha. Con giỏi lắm Peppa. George à, có chuyện gì vậy con? Khủng long. George, con làm mất ông khủng long rồi sao? George đã làm mất ông khủng long của mình. Con đừng lo George, mọi người sẽ tìm được ông khủng long cho con. Đây là công việc của một thám tử. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất dễ tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử. Chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi George những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Ha 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 ha